Faker đã thể hiện phong độ cao trong chiến thắng 3-0 trước DK tại bán kết nhanh thua playoff để đưa T1 vào chung kết LCK mùa xuân, bày tỏ quyết tâm giành chức vô địch quốc nội lần thứ 11. Tham gia trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Faker trả lời: "Tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng vào mùa xuân." Faker đang kỷ niệm dịp 11 năm, ngày ra mắt đấu trường chuyên nghiệp và đánh dấu cột mốc trở thành tuyển thủ đầu tiên đạt mốc 5.000 điểm hỗ trợ trong lịch sử LCK. "Lần này tôi có 5.000 điểm hỗ trợ nhưng rất nhiều người ủng hộ đang theo dõi tôi, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để làm gương." Khi được hỏi đã chuẩn bị thế nào cho trận đấu với DK vào hôm 7 tháng 4 sau thất bại trước Hanwha Life tại vòng 2, Faker cho biết: "Sau trận thua bất lực, tôi đã bàn bạc cấm chọn với đồng đội để bù đắp những gì còn thiếu sót. Chúng tôi đã thể hiện sự cạnh tranh hơn hẳn trong trận đấu này." Ngoài ra, Faker còn nói về Diana, vị tướng được đối thủ đi chung đường Showmaker bên phía DK khóa lại trong ván đầu tiên: "Tôi đã mong đợi bằng một cách nào đó vị tướng này có thể xuất hiện vì nó đã được sử dụng tại LEC. Tôi đã chơi thủ vì đối thủ của tôi sở hữu đội hình kết hợp thiên về tấn công. Tôi luôn tự tin cho dù mình chơi vị tướng nào đi chăng nữa, tôi có thể giành chiến thắng nhờ sự giúp đỡ từ các đồng đội." T1 sẽ có khoảng 5 ngày trước khi có mặt tại KSPO Dome, địa điểm tổ chức hai trận chung kết nhánh thua và chung kết tổng LCK mùa xuân với sức chứa 15.000 chỗ ngồi cũng tại thủ đô Seoul. Tại đây, họ sẽ tái đấu với Hanwha Life vào lúc 13 giờ ngày 13 tháng 4 với mục tiêu giành chiến thắng để hẹn gặp Genji ở màn tranh cúp vô địch sau đó một ngày. "Hôm qua trước lúc đi ngủ, tôi bất chợt có linh cảm rằng chúng tôi có thể vô địch. Tôi muốn trả thù Hanwha Life bằng mọi giá và cho người hâm mộ thấy rằng chúng tôi đang hướng tới chiếc cúp để có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các fan." Ở lần gặp lại Viking trong trận chung kết tổng VCS mùa xuân, Gam thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác để đánh bại Sao và các đồng đội với tỷ số 3-1. Đây là chiếc cúp VCS thứ 10 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập đội. Với chiến thắng này, Gam cũng sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại MSI. Vòng playoff tưởng chừng như rất khó khăn khi Gam để thua Viking 0-2 ngay tại round 1 và rơi xuống nhanh thua. Nhưng việc làm cho tâm lý kịp thời những tuyển thủ như Emo hay Easy Love đã giúp Gam lột xác hoàn toàn để trở lại cực kỳ mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp. Cùng với Kiaya, Levi vẫn là đầu tàu của Gam để dẫn dắt và hỗ trợ những người đàn em. Kinh nghiệm và bản lĩnh của Levi đã giúp Gam đứng vững ở nhiều thời điểm quan trọng khi mà lực lượng của họ có sự biến động lớn. Kết thúc giải, Levi và những đồng đội tiếp tục hướng đến MSI. Chia sẻ trên fanpage, Levi cho biết sẽ cố gắng hết sức và có thể đây sẽ là mùa MSI cuối cùng. Quay trở lại MSI sau thất bại toàn tập năm ngoái, lần này còn khó hơn rất nhiều với tình hình hiện tại. Mọi người trong Gam đã nỗ lực hơn 100% để có thể vô địch VCS mùa này và sẽ cố gắng hơn nữa để chuẩn bị cho MSI. Hy vọng dù thế nào thì cũng có thể cùng anh em tận hưởng mùa giải MSI có thể là cuối cùng của mình. Yêu mọi người. Trong thời gian vừa qua, Zeus thường xuyên chọn những tướng tay già ở đường trên thay vì tướng đấu sĩ quen thuộc với lối chơi đè đường đối thủ. Và trong ván đấu mới nhất, tuyển thủ của T1 đã gây bất ngờ khi khóa vào V để đấu với Kesante. Để được xem là lựa chọn giống như đánh rank và rất ít xuất hiện trong các giải đấu chuyên nghiệp, do đó Zeus đã thực sự gây bất ngờ cho các bình luận viên lẫn các fan. Tuy nhiên, tuyển thủ này đã khiến mọi người dẹp hết những sự nghi ngờ khi tận dụng chất tướng của về để khiến Kesante không thể phát huy sức mạnh. Đồng thời, khả năng giữ vị trí tốt của Zeus cũng được đảm bảo trong giao tranh, giúp T1 có thêm nguồn sát thương lớn để giành lợi thế và giành chiến thắng ván đấu. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Zeus đã được các phóng viên hỏi khá nhiều về V đường trên. Tuyển thủ sinh năm 2004 cũng chia sẻ lý do cho sự lựa chọn đặc biệt này: "Bình thường thì tôi không thích dùng V đường trên đâu, nhưng sau khi xem DNDN sử dụng vị tướng này trong trận gặp Gen, tôi thực sự được truyền cảm hứng và bắt đầu lao vào tập luyện. Tôi nghĩ khi V được tận dụng tốt thì đối thủ sẽ cảm thấy vô vọng trong việc đối đầu." Bên cạnh đó, Gumayushi cũng bổ sung thêm rằng V phù hợp với đội hình T1 lúc đó, đồng thời tướng này cũng mang đến sự vui vẻ cho Zeus cùng đồng đội. Và tất nhiên, việc Twitter được Zeus chọn khá nhiều thời gian gần đây cũng được nhắc đến. Twitter là tướng đi đường không hề yếu, đồng thời là có tác dụng lớn về cuối trận. Do đó tôi chọn tướng này để giai đoạn đi đường diễn ra mượt hơn, từ đó đóng góp cho đồng đội như pha ném bài vàng khi giao tranh. Chiến thắng áp đảo 3-0 trước DK cùng loạt lựa chọn thú vị để giúp Zeus cùng các đồng đội lấy lại tinh thần sau thất bại trước Hanwha Life. T1 đang rất quyết tâm phục thù trong trận chung kết nhanh thua, từ đó giành vé tham dự MSI và cạnh tranh chức vô địch cùng với Genji. Sau khi nhận thất bại 0-3 trước Hanwha Life ở nhanh thắng, T1 mới đây đã lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng chiến thắng trước DK. Faker và những đồng đội đã có được tỷ số 3-0 để thuyết phục. Hơn nữa, T1 cũng tỏ rõ sự vượt trội hoàn toàn từ việc xử lý kỹ năng cho tới phối hợp giao tranh. Với những thế trận áp đảo như vậy, đội thắng thường là bên được đánh giá có số điểm rất cao. Tuy nhiên, điều đáng nói là Korea lại bị khán giả LPL chấm điểm thấp tới mức khó tin là 6,6, trong khi các thành viên T1 đều được đánh giá cao. Mức điểm có phần vô lý này của khán giả Trung Quốc khi được công bố đã khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc. Xét một cách công bằng thì Korea không phải là người chơi nổi bật hay tỏa sáng nhất trong chiến thắng của T1. Mặc dù vậy, anh vẫn có những đóng góp quan trọng để giúp đội nhà đi tiếp và níu giữ cơ hội cạnh tranh chức vô địch.
Thậm chí ở giai đoạn cuối ván 3, Kerrera với những cú chịu cú chuẩn xác đã kiến tạo nên những giao tranh quyết định. Vì vậy, việc đánh giá tuyển thủ này ở màn trình diễn mức 6,6 điểm thực sự có phần hơi bất công. Cần biết rằng ngay từ giai đoạn vòng bảng, Kerrera cũng từng nhận nhiều chỉ trích từ khán giả LPL. Ngay sau khi T1 thất bại trước Gen, Kerrera bị một blogger tại khu vực này đăng đàn chỉ trích về lối chơi, lựa chọn nhiều tướng hỗ trợ dị. Điều này nhiều khả năng đã khiến lối chơi hỗ trợ của Kerrera gây ra những ấn tượng không tốt với khán giả Trung Quốc. Vì vậy, anh có những đóng góp to lớn đến đâu thì vẫn bị khán giả LPL đánh giá thấp. Về cơ bản, điểm số có phần thiếu công bằng kể trên không tác động quá nhiều đến T1 cũng như Kerrera. Điều quan trọng hiện tại là đội tuyển đã thắp lên hy vọng đua vô địch sau chiến thắng trước DK. Chỉ cần Kerrera và T1 tiếp tục giành chiến thắng thì đó sẽ là những lời phản bác đanh thép nhất. Sau khi tham dự LCK Challengers xuân 2024 cùng T1 Academy, Reckless, người từng là một ngôi sao trong vai trò xạ thủ, đã chia sẻ những dự định trong tương lai. Trong đó, anh vẫn thể hiện khát khao được thi đấu liên minh chuyên nghiệp và leo lên đỉnh cao. Trong bài phỏng vấn gần đây với Caster Castro, tuyển thủ 27 tuổi chia sẻ, bắt đầu sự nghiệp tại LCK là một giấc mơ lớn. Tuy nhiên, anh cảm thấy mình vẫn cần cải thiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể được xuất hiện trong bất kỳ đội tuyển nào tại LCK. Trong đó, Crackless nhấn mạnh mình cần cải thiện kỹ năng thi đấu hỗ trợ và nâng cao trình độ tiếng Hàn để hòa nhập tốt hơn. Ngoài ra, anh thừa nhận mình chỉ quan tâm đến số ít đội tuyển hàng đầu như T1, Gen, How Alive hay DK và không đáng để tham dự các đội có hạng thấp hơn. Nhưng với vị thế hiện tại, rõ ràng Crackless không thể sánh ngang với những siêu sao ở vị trí này như Kerrera, D-Line, Barrow hay Lehans. Do đó, anh cho biết rằng thi đấu tại LEC sẽ là con đường khả thi hơn để trở lại cấp bậc cao nhất. Anh và Kendro đã cùng thảo luận về con đường trở lại LEC khi chỉ có G2 là đội hình ổn định duy nhất của giải. Vì vậy, Crackless cần phải chứng minh bản thân một lần nữa trong thời đại mà có nhiều tài năng trẻ nếu như muốn trở lại châu Âu trong mùa hè 2024. Cuối năm 2023, Crackless, cựu sở hữu huyền thoại của Fnatic, đưa ra quyết định lịch sử khi gia nhập T1. Anh mang lại nhiều sự chú ý cho LCK Challenger với sự xuất hiện trong vai trò hỗ trợ.